Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật đi. Thì cuối tuần vừa qua thì cũng không có nhiều những cái thông tin, nhưng mà các bạn thấy được có cái tài liệu này cũng rất là thú vị. Đây là cái cuộc đấu giá ở cái sàn đấu giá Sotheby's. Thì Thuận cũng không có theo dõi, nhưng mà hình như là họ đấu giá cái tấm hình này, và các bạn thấy được là những người mà đấu giá đó thì họ sẽ quy ra cái tiền quốc gia của họ, và họ muốn đấu giá đó thường thì sẽ có nhiều người họ có tiền, họ muốn ẩn danh thì họ sẽ có những người đại diện cho họ để mà đấu giá giùm họ thông qua những cái cú điện thoại này. Thì cái giá tiền đó mà được đấu giá đó là tính theo cái tiền quốc gia của họ, như đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro, đô la Hồng Kông, đồng Nhật Bản, Swiss franc, vân vân. Nhưng mà các bạn thấy là bên dưới này là gì? Đó chính là Ethereum. Thì các bạn thấy là đây là một cái điều rất là thú vị. Bây giờ Ethereum đã nằm trong danh sách cái tiền mà được dùng để thanh toán trong những cái đợt đấu giá mà các bạn thấy là có thể là lên tới mấy triệu đô la này, khi mà các bạn đi thu mua những cái đồ vật quý hiếm đến từ sàn đấu giá Sotheby's. Một thông tin khác nữa, đây là một cái thông tin mà nhiều người cho là fake, đó chính là chúng ta thấy là trong cái cuộc họp phỏng vấn với lại Bloomberg Economic Panel đó, thì Hillary Clinton đã đưa ra một cái lời phát biểu, đó chính là đối với là cryptocurrency thì bà ta nghĩ là có cái khả năng là cryptocurrency, tiền kỹ thuật số đó, sẽ dẫn đến cái sự bất ổn liên quan tới tiền pháp định. Đó là cái sự ngần ngại của Hillary Clinton. Thì thật ra mà nói điều này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Các bạn thấy được là đối với vai trò là một chính trị gia đó, thì chúng ta thấy là mỗi người đều sẽ có một cái cách nhìn khác nhau. Các bạn thấy là có những chính trị gia rất là ủng hộ những crypto này, tại vì họ có cái ý định riêng của họ, cái lợi ích của họ, giống như là họ muốn thu thuế, họ muốn kéo những công ty đến cái thành phố hay là tiểu bang của họ, họ muốn những công ty được cung cấp việc làm, họ muốn những công ty đó có thể là tài trợ họ khi mà họ đi đăng ký để mà tiếp tục tranh cử cho chức vụ của mình. Nhưng mà ngược lại cũng có một số những chính trị gia họ muốn bảo vệ ngân hàng trung ương, họ muốn bảo vệ đồng đô la hay là bất cứ tiền pháp định nào của họ. Thì đương nhiên mỗi người đều có một cái lý do riêng. Thì đối với Hillary Clinton thì đã rõ ràng là bà ta nghĩ là đồng đô la đã cần phải được bảo vệ, và crypto bây giờ là một trong những cái mối lo ngại có thể dẫn đến cái sự bất ổn của đồng đô la. Thì mỗi người mỗi suy nghĩ mà thôi, thường chỉ có thể mang đến thông tin cho các bạn. Nhưng mà có một điều rất là thú vị đó là các bạn thấy được là có một cái sự suy nghĩ đó, như là trong bài viết này của Insider đó thì có nói là một trong những nhà phân tích kinh tế John Restart đó, thì nói là đối với lại cryptocurrency đó thì rất là nguy hiểm cho những nhà đầu tư. Tại vì bây giờ đó Bitcoin crypto đó, những cái sàn giao dịch thì không có những cái luật để mà bảo vệ những nhà đầu tư, và trong thị trường này là không có luật. Thì Thuận cũng không có đồng ý đối với lại cái suy nghĩ này. Một trong những điều mà Thuận cảm thấy là nhiều người dễ gây ra cái sự hiểu lầm đó, đó chính là đối với lại thị crypto đó không phải là không có luật, nhưng mà luật không rõ ràng. Nếu như mà thị crypto này không có luật đó, các bạn nghĩ đi, tại sao mà nhất là ở Hoa Kỳ, nếu như mà thị trường này không có luật, không có được ai quản lý, thì tại sao mà những cái sàn như là Binance lại không thể hoạt động ở Hoa Kỳ mà phải có một cái sàn Binance US? Tại sao mà những cái công ty mà họ phát hành token đó họ lại không thể bán trực tiếp cho người Hoa Kỳ? Tại vì luật không cho phép, chứ không phải là không có. Chỉ là bây giờ luật không rõ ràng. Các bạn thấy được là mạnh một cơ quan nào thì đã có cái luật riêng của cơ quan đó. Như là chúng ta nói là bây giờ ở Hoa Kỳ đó, crypto được gọi là gì? Thì nếu như các bạn hỏi cục thuế đó, thì cục thuế sẽ nói là crypto coi như là một tài sản, mua bán hay là di chuyển thì tính theo thuế của tài sản. Như các bạn hỏi cái bộ tài chính á, thì bộ tài chính sẽ nói là coi Bitcoin như là tiền, cho nên cần phải có những cái luật như là các bạn cần phải KYC để mà chống lại rửa tiền. Các bạn có thể hỏi cái bộ quản lý futures, họ sẽ nói là Bitcoin thì coi như là một loại hàng hóa, cho nên mới có những cái Bitcoin futures. Thì các bạn thấy được là bây giờ thị trường này đó không phải là không có luật, nhưng mà luật không rõ ràng. Và điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là đương nhiên bảo vệ nhà đầu tư thì lúc nào thì cũng ủng hộ, nhưng mà cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến là đừng để cái thương hiệu là bảo vệ nhà đầu tư để mà ngăn cản một cái thị trường phát triển. Đó là điều mà thường muốn các bạn lưu ý đến. Các bạn cứ nghĩ đi, với cái thương hiệu của bảo vệ nhà đầu tư đó, đây là cái thương hiệu mà đã làm chần chừ sự phát triển của rất nhiều điều. Như là các bạn cứ nghĩ đi, trước đây đó thì vì bảo vệ những cái công ty giống như là những cái công ty mà bán hàng trực tiếp đó, các bạn tới cái cửa tiệm để mua hàng đó, thì cái công ty đó cần phải được bảo vệ với những cái công ty mà họ bán hàng online. Cho nên lúc mà bán hàng trên mạng mới bắt đầu đó, thì các bạn thấy được là cũng có những cái thông tin tương tự là mua đồ trên mạng thì không được luật pháp bảo vệ, có nhiều cái sự lừa đảo vân vân, là không nên mua trên mạng. Hay là các bạn thấy là bây giờ các bạn bấm nút là các bạn có thể là gọi xe Grab, hay là ở Hoa Kỳ các bạn thì gọi Uber hay là xe Lyft. Thì các bạn cũng đã nhớ là cách đây chỉ vài năm thôi thì cái sự cạnh tranh, cái sự luật pháp không rõ ràng dẫn đến là có rất nhiều người dùng cái thương hiệu là bảo vệ nhà đầu tư để có thể là làm trì hoãn hay là thậm chí muốn tiêu diệt những công ty như là công ty Uber, công ty Grab để mà cung cấp dịch vụ đối với lại người dân. Và các bạn thấy được là trước đây đó, để mà bảo vệ những cái ngành như là các bạn thấy người ta bán ngựa để mà đi tới đi lui đó, chứ trước đây đâu có xe đâu. Thì hồi xưa đó, khi mà xe bắt đầu đó thì nhiều người lại nói là xe chạy bằng xăng không an toàn, có thể là cháy bất cứ lúc nào, không ai có bảo vệ người để mà chạy xe hết. Thì các bạn thấy được là khi mà có luật rõ ràng rồi đó thì những ngành này phát triển rất là mạnh. Khi mà chúng ta thấy là có luật rõ ràng rồi thì có nhiều công ty họ sẽ mạnh dạn hơn để mà đầu tư. Khi mà có luật để mà nói là xe chạy sẽ được bảo vệ như thế nào, luật chạy xe bằng xăng như thế nào, và so với lại luật mà đi ngựa như thế nào, thì sẽ có nhiều người họ sẽ mạnh tay để mà đầu tư lót đường để cho xe có thể chạy được. Họ có thể là gắn những cái biển báo vân vân. Cũng như là các bạn thấy là khi mà chúng ta có những cái luật rõ ràng liên quan đến là cái ngành xe như là Uber hay là Grab đó sẽ bảo vệ dưới cái luật nào, thì lúc đó sẽ có nhiều cái quỹ đầu tư lớn họ đầu tư vào để cho phát triển cái ngành đó. Bây giờ chúng ta thấy được crypto cũng như vậy mà thôi. Thì khi mà có luật đó thì đối với Thuận, nhiều người thì có cái suy nghĩ là không muốn bất cứ ai ra luật để mà làm hạn chế thị trường này. Nhưng mà đối với Thuận đó, luật không hẳn là xấu, nhất là đối với một nhà đầu tư. Các bạn cần phải có luật rõ ràng thì lúc đó mới có nhiều người đó bây giờ có thể là họ chưa dám làm mạnh tay đầu tư vào, tại vì họ không biết được là ngày mai đột ngột nếu luật thay đổi thì sao. Nhưng mà nếu như luật đã rõ ràng thì sẽ có nhiều người họ sẽ mạnh tay đầu tư vào, thì chuyện này mới thực sự là bùng nổ. Cũng như là khi mà có luật liên quan đến là xe chạy tốc độ bao nhiêu và sẽ biển báo như thế nào và chạy theo luật như thế nào, vào trái ra sao và phải ra sao, khi nào cần phải ngừng, thì lúc đó ngành ô tô đó, ngành bán xe ô tô phát triển rất mạnh trên thế giới. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Và đương nhiên đó, có một số người thì nghĩ là thị trường crypto này đó là sẽ thay thế thị trường tài chính truyền thống. Thuận thì lại không nghĩ như vậy. Thuận thì nghĩ là chúng ta sẽ mãi mãi đi song song với nhau. Như là các bạn thấy là khi mà có mua đồ trên mạng thì đâu có phải là tất cả những cái cửa hàng đều đóng cửa hết đâu. Bây giờ các bạn ở Hoa Kỳ vẫn có thể là đi Best Buy, vẫn có thể là đi mall vân vân. Chỉ là bây giờ đó thì nó phát triển cạnh tranh cùng với nhau thì cái quy mô nó sẽ khác, và trên mạng bây giờ đã chiếm cái phần trăm tỷ lệ ngày lại càng cao hơn, nhưng mà vẫn song song với nhau được. Ngay cả bây giờ các bạn thấy được là đã có được rõ ràng liên quan tới là xe Uber ở Hoa Kỳ, nhưng mà đâu có phải là tất cả công ty taxi họ đều phá sản đâu. Các bạn thấy là tùy theo trường hợp, giống như là khi mà Thuận ở Cali thì gọi Uber nó sẽ tiện hơn là Thuận gọi tổng đài để mà đi kêu xe taxi. Nhưng mà khi mà Thuận ở New York đó, nhất là Thuận ở Times Square, thì ở đó rất là đông. Nếu các bạn kêu Uber đó thì rất là lâu để Uber tới được, và chiếc xe Uber họ sẽ không có chỗ đậu để mà đón các bạn, tại vì đâu có chỗ để đậu đâu. Cho nên những nơi đó thì các bạn bắt taxi nó sẽ nhanh hơn. Thì crypto cũng như vậy, các bạn thấy được là crypto, nhất là Bitcoin đó, thì có công dụng khác so với là tiền pháp định. Cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó, điều tại sao Thuận nói những cái thông tin này đó, là có một cái tài liệu khác nữa được chia sẻ, đó chính là cái tài liệu liên quan tới The Economist. Thì họ làm một cái video cũng như là họ phát hành một cái bài viết nói là cái tình hình liên quan tới lạm phát tăng cao đó là làm cho nhiều nhà phân tích gia liên quan đến kinh tế đó bất ngờ, tại vì họ không nghĩ là lạm phát sẽ tăng cao như vậy. Thì thực ra là một cái meme như là các bạn thấy là ngân hàng trung ương in tiền vô tội vạ, rồi lại nói là hầu như không kinh tế gia nào đoán lạm phát sẽ cao như vậy, The Economist, trong khi mà chúng ta đã nói tới cái tình hình lạm phát sẽ và đã xảy ra, và chúng ta đã nói tới cách đây là 2 năm rồi. Thì nhất là khi mà chúng ta bắt đầu có cái dịch bệnh thì chúng ta cũng đã biết kết quả là sẽ như thế nào. Nhưng mà cái mà Thuận chia sẻ những cái thông tin này với các bạn đó là không phải để mà mang cái tính là chỉ trích hay là chúng ta có thể làm tốt hơn. Cái mà Thuận muốn chia sẻ những thông tin này đó là muốn các bạn có thể hiểu được là những cái vấn đề liên quan tới thuế đó, liên quan tới lạm phát, liên quan đến kinh tế đó, thì cũng như chính trị vậy đó, không có thực sự nói nếu nó đúng với sai đó thì thực sự là nói là rất khó để mà nói đúng và sai, tại vì mỗi bên đều có một cái lý lẽ khác nhau. Cho nên các bạn thấy được là khi nói tới là kinh tế học đó thì nhiều người sẽ đi theo nhiều trường phái khác nhau. Cho nên chúng ta mới thấy là những cái thông tin như là chúng ta nói tới là đánh thuế ra sao, đánh thuế ai và phần trăm bao nhiêu, hay là chúng ta nói tới lạm phát như thế nào, in tiền bao nhiêu, in như thế nào và phân phối ra sao, thì những cái thông tin đó, những cái điều đó đều được tranh cãi rất là kịch liệt. Tại vì sao? Tại vì mỗi nhà kinh tế gia họ sẽ đều có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là không phải Thuận nói là in tiền là đúng hay là sai, Thuận có thể nói với các bạn là cái kết quả sẽ như thế nào mà thôi. Đương nhiên giảm lãi suất, các bạn thấy là chính phủ Hoa Kỳ bán trái phiếu, có nghĩa là in tiền, thì sẽ dẫn đến là kết quả sẽ là lạm phát. Bây giờ nhiều người vẫn tin là lạm phát có thể là tạm thời, Thuận không nghĩ như vậy. Thuận nghĩ là lạm phát sẽ là mãi mãi, và cái số phần trăm lạm phát này vẫn chưa kết thúc ở đây đâu, sẽ còn tăng hơn nữa. Và cái mình thường muốn chia sẻ là các bạn có thể suy nghĩ đến những điều này, để ý một chút và có thể đưa ra những cái quyết định liên quan tới là các bạn đầu tư ra sao để mà có thể chống lại lạm phát. Tại vì đây là điều mà đã xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Và Ấn Độ đó thì hôm nay lại có cái thông tin là bây giờ càng ngày càng rõ ràng hơn là chính phủ Ấn Độ đó thực sự là không có ý định là cấm tiền kỹ thuật số, họ chỉ có ý định quản lý mà thôi. Nhưng mà Thuận cũng đã chia sẻ mới đây, Thuận thì lúc nào cũng muốn có luật quản lý thị trường này, miễn là luật đó hợp lý mà thôi. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Điều kế tiếp đó chính là Salvador, thì cũng tương tự như Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn. Thuận thì có cái suy nghĩ là thị trường crypto này đó và DeFi đó sẽ là một phần lớn của thị trường tài chính, nhưng mà sẽ hoạt động song song với là ngân hàng. Thì hôm nay cái thông tin đến từ Salvador cũng sẽ là như vậy. Ngân hàng trung ương của Salvador sẽ cùng nhau để mà phát triển cùng với thị trường crypto và cùng với lại Bitcoin. Và gần đây đó thì các bạn thấy được là chúng ta có rất là nhiều những cái đồng meme coin như đồng Floki đó, thì nhiều bạn có đã biết là ở những cái trạm xe hay là những cái xe tàu điện ngầm đó ở nước Anh, thì chúng ta thấy là có những quảng cáo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì bây giờ những quảng cáo này đã đang được điều tra xem coi là có hợp lý hay là không. Thì đương nhiên cái mà chúng ta nói tới mới đây liên quan tới pháp lý đó thì cũng sẽ áp dụng ở đây. Tại vì bây giờ nhiều người nói là bây giờ có luật gì mà không có cho phép những cái token có thể là mua quảng cáo trên những chuyến xe bus hay là những cái tàu điện ngầm, thì đương nhiên bây giờ không có, cho nên mới dẫn đến cái sự đau đầu. Bây giờ nhiều người nói là cái quảng cáo này đã quy rõ ràng là đầu tư vào crypto thì có nhiều nguy hiểm, nhưng mà điều đó có đủ hay là không. Lúc nào thì chúng ta cũng thấy là những nhà lập pháp đều muốn bảo vệ những người đầu tư, nhưng mà nói thì dễ làm thì rất khó. Các bạn thấy được là những cái tài liệu gần đây đó, như là chúng ta nói tới là những cái sự kiện liên quan tới meme stock đó, như là công ty GMC, GameStop, hay là chúng ta nói tới AMC đó, thì những cái sự kiện đó đã khiến cho nhiều người quan tâm đến là thật sự là những cái luật để mà bảo vệ nhà đầu tư đó thì rất là lỏng lẻo. Có nghĩa là những nhà đầu tư đó vẫn tiếp tục là bị những cái công ty lớn hơn họ có thể là trục lợi. Có nghĩa là các bạn thấy được là những công ty lớn hơn họ có thể là mua những tài liệu trading, và họ có thể có những cái cách làm cho những nhà đầu tư nhỏ bị lỗ tiền, hay là họ sẽ có những cái cách để mà kiềm hãm giá cả cổ phiếu, cũng như làm giá đó. Thì nếu là như vậy đó, có thật sự là những nhà đầu tư được bảo vệ hay không? Ngay cả thị trường chứng khoán bây giờ còn chưa làm được thì làm sao có thể làm được đối với thị trường crypto. Cho nên chúng ta muốn có cái luật pháp để mà bảo vệ nhà đầu tư, nhưng mà ngược lại chúng ta cũng không có muốn là dưới cái thương hiệu bảo vệ nhà đầu tư mà chúng ta trì hoãn cái sự phát triển của thị trường này. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi, như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance, cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX. Và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn phá sinh MoonXBT, hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit. Và hiện bây giờ đó, sàn Bybit có một cái bonus, đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên, cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là MoonXBT, các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu group tín hiệu trade miễn phí, cũng như là những sàn như là sàn Margin FX. Và Những người nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase, cũng như là ứng dụng BlockFi. Đây là ứng dụng lending có lãi, các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô. Và đương nhiên CryptoCoin rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi, đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa, cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.